Nam Tào Bắc Đầu đâu? Dạ dạ dạ, bẩm Ngọc Hoàng có thần à. Ta là Tào học sinh, tuy nhỏ mà có võ. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nhà ngươi đang làm cái gì thế? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, thần đang ôn bài ạ. Nhà ngươi ôn cái gì? Dạ, bẩm Ngọc Hoàng, trong nhiều năm qua, ngành giáo dục có nhiều sự thay đổi trong công tác dạy và học, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho học sinh, trong đó có cuộc thi Chinh phục tương lai đấy ạ. Chinh phục tương lai à? Vậy nhà ngươi cho ta tham gia cùng với? Dạ. Chúng ta cùng đi nào. Minh Hiếu, Thu Thảo, Hà Anh, Team Trung học cơ sở Hải Bình, giao lưu, học hỏi, đoàn kết, chinh phục tương lai.